Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang vừa tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức và hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa cho hội viên phụ nữ tại xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn. Để giải quyết được vấn đề rác thải nhựa, trước hết đòi hỏi mỗi hội viên phụ nữ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng hành động cụ thể thiết thực, thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống và làm việc. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang trao tặng 60 thùng rác nhựa cho 30 hội viên phụ nữ xã Vọng Đông nhằm hỗ trợ thực hiện việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.